Mẫu thân Huế 1968, nửa thế kỷ nhìn lại. Trận Mậu Thân tại Huế là một phần quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 trên toàn miền Nam. Tại đây đã diễn ra những trận chiến đẫm máu giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việc chúng ta làm chủ thành phố Huế trong 26 ngày đã tạo ra tiếng vang lớn, đồng thời mang lại sự đổ vỡ về tâm lý cũng như chính trị nặng nề cho Hoa Kỳ. Trận Mậu Thân tại Huế còn được nhiều người quan tâm do một sự kiện mang tên sự kiện thảm sát Mậu Thân, mặc dù cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về tính xác thực của sự kiện này do các bên chưa công bố tài liệu hoặc công bố sai lệch. Trong bộ phim ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến các bạn những hình ảnh chân thực về cuộc chiến qua những thước phim tư liệu của phóng viên từ cả hai chiến tuyến. Tình hình chiến trường. Đầu năm 1965, sau khi chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản, Hoa Kỳ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, hồ ạt đưa quân vào tham chiến quy mô lớn tại miền Nam, đồng thời đẩy mạnh chiến lược chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Tham vọng của đế quốc Mỹ trong chiến lược chiến tranh cục bộ là đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng từ 25 đến 30 tháng. Với kế hoạch 3 giai đoạn, 2 cuộc phản công chiến lược, mà giai đoạn 3 dự tính là hoàn thành việc tiêu diệt khối chủ lực của ta, tiếp tục bình định miền Nam, rút quân Mỹ và quân đồng minh của Mỹ để về nước vào cuối năm 1967. Đứng trước tình thế hiểm nghèo đó, Đảng ta đưa ra câu hỏi, trên chiến trường cách đánh với quân Mỹ sẽ ra sao? Có nên tiếp tục đấu tranh chính trị được nữa hay không? Vận mệnh dân tộc phụ thuộc vào câu trả lời về cách thức chúng ta xử trí tình huống chiến lược hệ trọng này. Tháng 4 năm 1976, đồng chí Nguyễn Chí Thanh ra miền Bắc báo cáo về tình hình miền Nam và đề xuất phải tổ chức những cuộc tiến công đánh thẳng vào hang ổ của địch trong các thành phố, thị xã để tạo chuyển biến lớn. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị họp bàn cụ thể hơn về chủ trương và kế hoạch chiến lược năm 1968. Cùng với hoạt động trên chiến trường miền Nam trong chiến dịch Thu Đông năm 1967, cơ quan chỉ đạo chiến lược đã đề ra các biện pháp nghi binh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của bộ chỉ huy đối phương. Ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt chính thức thông qua kế hoạch chiến lược năm 1968 với 3 khả năng. 1. Nếu ta giành thắng lợi to lớn ở các chiến trường quan trọng, ý chí xâm lược của địch bị đè bẹp, địch phải chịu thương lượng, đi đến kết thúc chiến tranh có lợi cho ta. 2. Là tuy ta giành thắng lợi quan trọng nhiều nơi, nhưng địch vẫn còn lực lượng dựa vào và tăng thêm lực lượng từ bên ngoài, phản công giành lại những vị trí quan trọng và các đô thị lớn như Sài Gòn để tiếp tục chiến đấu với ta. Khả năng thứ 3 là Mỹ tăng cường nhiều lực lượng hơn, mở rộng chiến tranh ra ngoài miền Bắc sang Lào và Campuchia, hòng xoay chuyển tình thế cục diện chiến tranh. Từ những khả năng đó, tháng 1 năm 1968, để giữ bí mật ý đồ chiến lược, Ban chấp hành Trung ương liên họp ở Kim Bôi, Hòa Bình để thông qua nghị quyết Bộ Chính trị tháng 12 năm 1967. Quyết định cuối cùng được đưa ra là đánh mạnh trên toàn miền Nam. Chiến trường chính sẽ là Sài Gòn và Huế. Mục đích chính là đè bẹp ý chí chiến lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. Lực lượng hai bên tại Huế. Lực lượng Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Huế cũng như vùng phụ cận có khoảng 40.000 quân, trong đó có khoảng 15.000 người trực tiếp tham gia vào các trận đánh trong thành phố. Ngoài ra là lực lượng không quân và hải quân ở Biển Đông có thể yểm trợ bất cứ lúc nào. Về phía quân đội nhân dân Việt Nam chỉ có khoảng 8.000 bộ đội, sau được tăng thêm tới tổng số 12.000 người, cộng với một bộ phận dân quân du kích địa phương, các cán bộ chiến sĩ nằm vùng. Để chiếm được Huế, chúng ta đã đưa 200 khẩu súng ngắn và chất nổ C4 vào bên trong thành phố. Vũ khí được đưa vào bằng xe lam, bằng những cánh trái cây, còn AK thì giấu dưới những chiếc thuyền hay đáy. Các đơn vị tập dượt đánh các mục tiêu ở Huế đều không chọn người địa phương, chỉ lấy những người ở quê xa để họ không biết mục tiêu tới là gì, đánh ở đâu. Mọi người đều phải tập dượt rất công phu, học tập kỹ lưỡng và tuyệt đối không ai biết rằng sắp được đánh Huế.
Mặt khác, quân khu đề nghị Bộ tăng cường cho chiến trường 2 trung đoàn bộ binh, 3.000 quân bổ sung, 2 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn cao xạ, 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 tiểu đoàn thông tin. Nhờ vậy, đến trước ngày nổ ra tổng tiến công và nổi dậy, quân khu đã có 4 trung đoàn, 4 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn đặc công, 15 đội biệt động thành và một số đơn vị binh chủng. Thành Huế cao 8 thước, có rải khắp các loại mình và rào gai chế chết. Nhưng chúng tôi đã vượt qua, không cần nổ một phát súng. Do các hoạt động bảo mật của quân giải phóng làm rất tốt, nên cho đến phút chót không một đơn vị nào bị chặn đánh giữa đường, không một ai thương vong, không một ai bị bắt. Trong một thời gian dài, chiến dịch đã đưa về cả ngàn con người cách trung tâm chỉ huy thành phố Huế chỉ 5 km. Với nỗ lực của các cơ quan kinh tế và hậu cần quân khu cùng sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến cuối tháng 1 năm 1968, mặt trận Thừa Thiên Huế đã có gần 1.000 tấn gạo. Thậm chí một tấm đại kỳ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đã được chuẩn bị để treo trên cột cờ tại Đại Nội Huế. Lịch chung cho toàn quân giải phóng về Huế là ngày 30 ăn Tết, đúng kỷ niệm lần thứ 180 Vũ Quang Trung giải phóng thành Thăng Long vào năm Mậu Thân năm 1789. Giờ gờ ấn định lúc 2 giờ 30 ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức rạng sáng ngày mùng 2 Tết Mậu Thân. Với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, tôi chúc mừng năm mới như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bài thơ chúc Tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đi trên sóng phát thanh quốc gia của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính là hiệu lệnh phát động cuộc tấn công. Diễn biến trận đánh 7 giờ tối ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, các đơn vị bắt đầu rời cửa rừng. Quân đi lặng lẽ trong đêm tối, mưa lâm râm, sương mù dày đặc. Bộ chỉ huy tiền phương đã lập một bộ phận tiền tiêu trên núi Kim Phúc, nhìn thấy cả Phú Bài và Tử Hạ. Báo tin về cứ 5 phút một lần, yên tĩnh, yên tĩnh. 2 giờ 30 phút ngày 30 tháng 1 năm 1968, pháo binh quân giải phóng đồng loạt bắn phá các mục tiêu của Việt Nam Cộng Hòa ở khu Tam Giác, khu Phan Xào Nam, sân bay Phú Bài, Động Toàn, Đông Ba, mở đầu cuộc tổng tiến công vào nội đô Huế. Sau loạt pháo mở màn, lực lượng vũ trang trên hai hướng cùng đánh vào 40 mục tiêu trong nội và ngoại thành Huế. Hai tiểu đoàn 800 và 802 cùng với lực lượng bí mật xâm nhập trước nên đã dễ dàng kiểm soát toàn bộ thành phố ngoại trừ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh ở đồn Măng Cá và khu phái bộ cố vấn Hoa Kỳ MACV. Đại đội 1 tiểu đoàn 12 đặc công và đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 6 đánh vào đồn Măng Cá. Do không nắm chắc địa hình, các đơn vị phải dùng sức mạnh để đột phá vào cổng chính. Quân Mỹ trên các tầng bắn trả quyết liệt. Xe tăng Mỹ tiến ra bị quân giải phóng dùng B-40 bắn cháy 2 chiếc, sau đó 14 chiến sĩ đặc công và 12 chiến sĩ bộ binh xung phong vào căn cứ, chiếm được khu nhà đại đội quân y, đại đội chiến tranh tâm lý. Ngay hôm đó, quân Mỹ đã tiến vào Huế để tăng cường phòng thủ. Quân giải phóng cũng tăng cường thêm tiểu đoàn 804 nhằm chặn đứng các lực lượng tăng viện của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, đồn Măng Cá và khu cố vấn Mỹ được củng cố mạnh mẽ, không còn bị đe dọa nghiêm trọng. Vào đêm mùng 1 Tết, 2 giờ sáng, quân giải phóng đồng loạt pháo kích vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1, Bộ Chỉ huy Tiểu khu, Trung tâm huấn luyện Đống Đa và vị trí tiểu đoàn 7 kỵ binh ở An Cựu. Một cánh quân khác của quân giải phóng tiến sát sân bay Tây Lộc, một cánh quân khác tấn công cửa thành phía Tây, dùng mộc phá tan cổng thành và tràn vào nội thành. 6 giờ sáng, điện báo chiến thắng từ cánh Bắc và cánh Nam gửi về liên tiếp, quân ta gần như chiếm trọn thành phố Huế. Các huyện ngoại thành ta cũng chiếm được các địa bàn đã quy định. Như vậy, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, quân giải phóng đã đánh chiếm hầu hết thành phố Huế. Đến 11 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, lá cờ của mặt trận giải phóng được treo lên kỳ đài Huế. Tại hữu ngạn sông Hương, một cánh quân khác của ta phối hợp với thành đội Huế làm chủ tình hình khá dễ dàng. Quân giải phóng tràn ngập vào các khu dân cư, bao vây cô lập các cứ điểm quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, chiếm tất cả các cơ quan hành chính. Riêng khu Tứ Giác gồm có khu cố vấn quân sự Hoa Kỳ, Bộ Chỉ huy Tiểu khu Thừa Thiên, Đài Phát Thanh và cầu tàu Hải quân vẫn nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa.
Đến ngày 1 tháng 2, phần lớn thành phố Huế với 90% dân số đã nằm trong tay quân giải phóng. Hãng tin Pháp AFP đã bình luận, sau một đêm đánh nhau, Việt Cộng đã kiểm soát 90% dân chúng thành phố Huế. Ngày sáng hôm sau, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã bắt tay vào làm việc. Rõ ràng họ có một tổ chức mạnh mẽ trong thành phố này vì họ có thể huy động rất nhiều người ra làm việc cho họ. Bị mất Huế một cách quá dễ dàng, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa cay cú, muốn giành lại Huế bằng mọi giá. Tuy nhiên lúc này trên toàn miền Nam đều đang bị tấn công, nên địch đang rơi vào trạng thái lúng túng, hoang mang. Phải đến sáng ngày 2 Tết, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 điều động lực lượng nhảy dù về giải tỏa thành phố. Trước hỏa lực rất mạnh của quân giải phóng từ các dãy nhà bắn ra, tiểu đoàn 1 nhảy dù không sao di chuyển được do trời xấu không có không quân yểm trợ. Tiểu đoàn 3 của Việt Nam Cộng hòa đóng tại Nam Giao, phản công cũng thất bại, không giải tỏa được áp lực tại vùng này. Vào buổi trưa, quân Việt Nam Cộng hòa mang 3 chiến xa mở đường vào thành phố, nhưng khi vào gần tới ti cảnh sát quốc gia thì bị B-40 của quân giải phóng bắn cháy. Trung tá Phan Hữu Chí, thiết đoàn trưởng, chết ngay tại chỗ. Mãi đến chiều mùng 3 Tết mới có một đại đội thủy quân lục chiến tăng cường cho bộ chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ. Trong 3 ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5 Tết, thì quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa nỗ lực chiếm lại những địa điểm đã bị mất, nhưng chưa lấy lại được địa điểm nào thì vào ngày mùng 4 Tết, quân giải phóng đã đánh chiếm nhà lao Thừa Phủ, giải thoát cho hơn 2.000 phạm nhân. Sau đó, hơn 1.000 người trong số này được trang bị vũ khí và tham gia vào các đơn vị quân giải phóng. Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Ngày mùng 5 Tết, quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa mới bắt đầu phản công với tiểu đoàn 16, khoảng 1.500 quân. Bộ Tư lệnh Mỹ đứng trước hai lựa chọn, một là thận trọng chiếm từng ngôi nhà bằng cận chiến vũ khí cá nhân, chấp nhận thương vong cao cho binh sĩ; hai là quyết tâm đánh thật nhanh, thật mạnh, dùng hỏa lực thật mạnh như bom, pháo để nhanh chóng đánh bại quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng như vậy sẽ buộc dân chúng Huế phải chấp nhận tổn thất rất lớn. Cuối cùng họ đã chọn cách thứ hai. Ngay cả máy bay B-52 cũng được trưng dụng ném bom trải thảm vào những địa bàn dân cư của thành phố Huế bất chấp sinh mạng của người dân vô tội. Điều tai hại là khi bom bị trúng mục tiêu quân sự sẽ gây đổ nát nhà cửa, trường học, các công trình dân sự. Theo tướng Westmoreland, lúc trận đánh mới bắt đầu, quân Việt Nam Cộng hòa chiến đấu không dùng xe tăng, pháo binh và không quân yểm trợ vì muốn bảo vệ thành phố giàu di sản quý báu này. Nhưng vì địch bám giữ một cách dai dẳng, nên cứ theo cách đó thì mất quá nhiều sinh mạng lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng hòa. Tổng thống Thiệu bèn cho phép dùng bất kỳ phương tiện nào cần thiết để lấy lại thành phố Huế. Sự tàn phá không tránh khỏi đã xảy ra. Nhờ hỏa lực mạnh, quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã tái chiếm được nửa sân bay Thành Nội và cửa Tây Hòa trong ngày mùng 6 Tết. Quân giải phóng nhờ các pháo đài cũ thiết lập dưới thời Pháp đã cầm chân được lực lượng Việt Nam Cộng hòa trong khu vực Thượng Tứ, Kỳ Đài khiến họ không tiến lên được. 12 giờ trưa ngày 10 tháng 2 năm 1968, hãng UPI đưa tin sau 4 ngày giao tranh, quân đồng minh chỉ tiến được 180m. Giờ phút này lý thủy đánh bộ không thể di dịch được. Lá cờ của Việt Cộng vẫn ngạo nghễ trên cổng chính phía Nam thành phố Huế. Ngày ngày, thậm chí từng giờ, các hãng tin quốc tế dồn dập đưa tin về sự kiện mất Huế. Tướng Westmoreland nổi giận thực sự, ông ta ném ồ ạt quân vào Huế để tái chiếm thành phố này. Và 1:30 ngày 9 Tết, quân giải phóng miền Nam mở một cuộc tấn công vào Chánh Tây, gây cho quân đội Việt Nam Cộng hòa nhiều thương vong, thất lạc một số máy truyền tin, vũ khí khá quan trọng mà chỉ tổn thất có 7 người. Cũng trong ngày 9 Tết, quân giải phóng giật mình sập cầu Tràng Tiền để ngăn chặn xe tăng Mỹ tiến vào Huế. Hôm 14 tháng 2, lần đầu tiên trong trận đánh 16 ngày tại Huế, phi cơ đã ném bom vào những bức tường kiên cố. Các loại bom được dùng như là bom napalm, hỏa tiễn 68 inch và bom hơi cay đã được thả vào các vị trí quân giải phóng miền Nam. Phi cơ của Mỹ đã oanh tạc các loại bom cỡ như 250, 500 và 750 cân Anh. Các chiến xa M50 sử dụng súng không giật 107 ly, bắn đạn tạo mảnh đinh có sức sát thương và công phá cực kỳ lớn được sử dụng tối đa. Quân giải phóng tìm cách giữ những yếu điểm ở dọc các bức tường về phía Đông Bắc và Tây Nam, mặc dù bị tấn công nhiều đợt. Trận đánh ở Huế trở nên cam go vì thời tiết trở lạnh và cuộc chiến diễn ra trong từng căn nhà,
từng dãy phố, bàn ghế được mang ra chất ngổn ngang để làm chướng ngại vật ngăn cản quân Mỹ. Cuộc kháng cự chính của các chiến sĩ quân giải phóng nằm dọc theo các bức tường phía tây nam của pháo đài rộng 2 dặm vuông và chiếm giữ khu nội điện nằm trong khu thành nội. Quân giải phóng rút khỏi Huế vào ngày 23 tháng 2 năm 1968 và cuối ngày 24 tháng 2 năm 1968 thì quân Hoa Kỳ mới dám tiến vào để kiểm soát lại khu vực nội thành. Kết quả, trong 26 ngày chiến đấu, cả hai bên chịu những thiệt hại to lớn. Hãng AFP đưa tin, trong các trận đánh hàng nghìn quân nhân đã bị thiệt mạng. Quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải chôn những xác chết của họ ở bất cứ nơi nào và lúc nào có thể được. Cả phía quân giải phóng, theo chỉ huy trưởng Lê Minh, để đánh lùi các đợt phản kích trong đầu tuần, thương vong của quân giải phóng đã lên tới 300 bộ đội. Xét về chiến thuật, quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã thành công khi tái chiến được Huế. Nhưng xét về toàn cục thì họ đã nếm đòn đau nhất trong các cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Với việc giữ được thành phố trong 26 ngày, quân giải phóng ở Huế đã giành thành công lớn nhất và giữ được thành phố lâu nhất so với các thành phố khác, góp phần quan trọng vào thắng lợi về chính trị cũng như tạo ý nghĩa tuyên truyền của tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Mặt khác, chính chiến thuật của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cũng đẩy tình cảnh của họ vào thế bất lợi hơn. Việc sử dụng vũ khí hạng nặng trong chiến tranh đô thị tuy giúp giảm thương vong, song lại tàn phá và mang lại chết chóc cho dân thường. Những hình ảnh này được trình chiếu trên truyền hình, vô hình chung đã khiến dân Mỹ căm phẫn, làm quân đội Mỹ mất đi sự ủng hộ của công chúng, tác động tiêu cực tới chiến lược chiến tranh của họ. Trận đánh này cùng với Tết Mậu Thân vẫn được giới sử học Mỹ coi là Begin the Loss of the War, sự khởi đầu của sự thất bại. Bom đạn Mỹ được sử dụng một cách bừa bãi là một phần nguyên nhân khiến thành phố Huế bị tàn phá tới 80% nhà cửa. Thành nội với chiều dài khoảng 2,5 km kể như bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều công trình bị thiệt hại nghiêm trọng trong hoàng thành, cửa ngõ Môn cùng các công trình khác bị hư hại nặng nề, là biến dạng, có những công trình cổ đã bị mất đi mãi mãi. Ý nghĩa, quân giải phóng đã giữ được bí mật sự bất ngờ của trận đánh đến phút cuối cùng. Sự bất ngờ mà 5.000 quân giải phóng gây ra đối với 25.000 quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã khiến cho các cơ quan hành chính của Việt Nam Cộng Hòa tại Huế bị tan rã ngay trong những ngày đầu trận đánh. Tới ngày thứ ba của cuộc tấn công, quá trình nổi dậy của người dân trở nên mạnh mẽ. Các cơ sở của Việt Nam Cộng Hòa bị tan rã nhanh chóng. Để hỗ trợ cho quân giải phóng, nhiều người dân đã tình nguyện nấu cơm, cung cấp lương thực thực phẩm cho quân giải phóng tiếp tục chiến đấu. Thậm chí họ còn tổ chức meeting ngay tại nội đô để ủng hộ quân giải phóng. Cùng với các chiến trường khác trên toàn miền Nam, cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở Huế có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đấu tranh về quân sự và chính trị trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Đánh với đối tượng là một siêu cường có tiềm lực kinh tế quân sự mạnh nhất thế giới, không dễ gì chiến thắng mà ít tổn thất, đó là sự hy sinh tổn thất cần thiết để dẫn đến hòa bình. Ta có khuyết điểm, sai lầm, nhưng cái chính và điều quan trọng nhất là ta đã chiến thắng, Bộ Chính trị kết luận. Chiến thắng to lớn ở đây không phải chỉ ở chiến thuật, mà là đánh bại được ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên bước ngoặt quyết định của chiến tranh. Chính McNamara cũng phải thừa nhận rằng Mỹ đã ý thức được rằng họ chẳng những không thắng được Việt Nam mà còn có thể thua to. Do đó Mỹ không còn cách thoát thân nào tốt hơn là xuống thang chiến tranh và đề nghị đàm phán. Sự có mặt của những thước phim chân thực về trận chiến ở Huế hay Sài Gòn đã làm chấn động phòng ngủ của mọi gia đình người Mỹ. Họ thấy được sự phi nghĩa của chiến tranh cũng như sự mất mát vô nghĩa của con em mình. Từ đó phong trào biểu tình phản chiến ngày càng lan rộng trên đất Mỹ. So với Việt Nam thì Mỹ đã thua cả trên chiến trường miền Nam lẫn ngay trên đất nước của mình. Bộ phim này nhằm tri ân những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập và hòa bình của dân tộc ngày hôm nay. Hận thù nào rồi cũng sẽ đi qua, chỉ còn tình yêu thương đồng bào là ở lại.